6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, tù chung thân về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn Bắc Son chấp hành hình phạt chung cho hai tội là tù chung thân, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 23 tháng 2 năm 2019. Thứ hai, áp dụng khoản 3 điều 220 điểm A, khoản 4 điều 354 điểm B, R, S, T, V, X, khoản 1, khoản 2 điều 51 điểm R đối với tội nhận hối lộ. Điều 58, điều 54, điều 38, điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Trương Minh Tuấn 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 8 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Trương Minh Tuấn chấp hành hình phạt chung cho hai tội là 14 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 23 tháng 2 2019. Thứ ba, áp dụng khoản 3 điều 220 điểm A, khoản 4 điều 354 điểm B, R, S, T, V, khoản 1, khoản 2, điều 51, điểm R đối với tội nhận hối lộ. Điều 58, điều 54, điều 38, điều 55, Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Lê Nam Trà 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 16 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Lê Nam Trà chấp hành chung cho hai tội là 23 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 11 tháng 7 năm 2018. Thứ tư, áp dụng khoản 3 điều 220 điểm A, khoản 4 điều 354 điểm B, R, S, T, V, khoản 1, khoản 2 điều 51 điểm R đối với tội nhận hối lộ. Điều 58, điều 54, điều 38, điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Cao Duy Hải 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 10 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Cao Duy Hải chấp hành hình phạt chung cho hai tội là 14 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 13 tháng 11 năm 2018.